Từ lúc mẹ em ở bên Việt Nam qua thì hai mẹ con cãi nhau suốt ngày cô. Lúc nào cũng cãi nhau, những cái chuyện rất rất là nhỏ nhặt cũng cãi nhau. À, bây giờ em lúc em mang bầu một đứa nhỏ, lúc nào em cũng bực mình đó cô. Dạ. Mẹ em thì em suốt ngày là hai mẹ con cãi nhau. Mẹ em là chửi em suốt. Em nói chung là em nói một câu gì đó là mẹ em phải nói là chửi em 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng, chửi 2 tiếng đồng hồ. Dạ em chào Yeah, xin chào chị. Chị đang ở Hàn Quốc à? dạ em đã ở Hàn Quốc Yeah, cô. xin chào. Thế cô đang gọi Dạ chị rất là chị Kim Jung có đúng không? Kim Nhân cô, Kim Yeah, xin chào em chị. lấy Cô đang hỗ trợ được gì nhà mình ạ? dạ cô em năm nay 43 tuổi ạ. Em có 2 con trai. Con trai lớn của em là 9 tuổi. Con trai nhỏ của em thì 8 tuổi ạ. Nhưng mà 2 con của em bây giờ đó nó rất là hay cáu giận đó cô. Hay nổi giận, mỗi lần nổi giận là đập đồ đó cô. Dạ, thì trước đây em cũng không có biết đâu. Từ từ lúc mà học cô đó cái là em mới nhận ra là em thấy nó, những cái gì mà nó đánh em nữa, nhưng xong cái là em thấy là y chang ngày xưa em làm sao cho nó, giờ nó làm y chang với em vậy luôn. Dạ. Còn em có một cái nữa là khi em qua đây đó là giống như bên bên Hàn Quốc là được hỗ trợ cho ba mẹ qua để chăm sóc bé đó cô. Thì nói chung thì gia đình em thì cũng từ ngày xưa đó, ngày xưa ở quê đó là cũng cãi nhau suốt ngày rồi cô. Cãi nhau miết. Em hồi nhỏ là bị đánh tơi bời luôn mà. Em là hồi nhỏ là bị đánh miết. Còn tới bữa ăn thì bữa ăn nào cũng cãi nhau, xong rồi hất cái bàn ăn á cô. Hất bàn ăn xuống đất mà không có ăn được. Rồi em đón mẹ em qua đây. Em qua trước được 1 năm thì em mang bầu con trai lớn ở chung với cha mẹ chồng. Em phải nói là cái thời gian đó em phải nói em bình yên vô cùng cô. Chỉ có ăn cơm xong rồi đi tập thể dục rồi đi về rồi cứ vậy đó, xong mà em sinh được thằng đứa con thân con đầu. Rồi đến khi em con đầu được 10 tháng thì em mang bầu đứa con thứ hai. Thì cũng em ở đây thì em ở chung cư đó cô. Rồi cũng không có ở chung cư thì ở với cha mẹ chồng nữa, nên bố mẹ chồng em thì cũng lớn tuổi rồi, năm đó cũng lớn tuổi 80 mấy 90 rồi, cái là nhà em chuyển ra ở riêng. Lúc em mang bầu cô nhỏ đó là chuyển ra ở riêng rồi đón mẹ em qua. Từ lúc mẹ em ở bên Việt Nam qua thì hai mẹ con cãi nhau suốt ngày cô. Lúc nào cũng cãi nhau, những cái chuyện rất rất là nhỏ nhặt cũng cãi nhau. À, bây giờ em lúc em mang bầu một đứa nhỏ, lúc nào em cũng bực mình đó cô. Dạ. Mẹ em thì em suốt ngày là hai mẹ con cãi nhau. Mẹ em là chửi em suốt. Em nói chung là em nói một câu gì đó là mẹ em phải nói là chửi em 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng, chửi 2 tiếng đồng hồ. Cho nên cảm giác nó cứ út ức ở trong này. Cứ cảm giác nó cứ út ức ở đây nè cô. Khó thở kiểu vậy đó. Mà em lúc mẹ em qua là em mang bầu của nhỏ miết tới bây giờ. Đứa nhỏ cô tính tình nó cọc cằn lắm cô. Em đau lòng lắm. Cô biết không? Mẹ em qua được một ít thời gian là em đón ba em qua. Thì chồng em nói là thì ông bà ngoại ở chung á thì cho con nó học tiếng Việt á cô. Nói chung chồng em cũng dễ tính lắm, không có sao ấy. Chồng em thì sinh năm 62, cũng lớn tuổi rồi cô. Rất là dễ chịu, không có gì hết. Mà cô không biết đâu, em với chồng em thì có lúc nào cãi nhau gì đâu. Mà ông bà ngoại đó, cãi nhau suốt ngày. Mẹ ba em á, làm cái gì mẹ em cũng thấy bực mình á, cũng nói chung là phải dùng cái từ gì ha.
ăn cũng nói, ngồi cũng nói, mặc cái đồ này cũng nói, mặc cái đồ kia cũng nói, sao không làm như vậy, sao làm như vậy, sao. Suốt ngày cãi nhau. Em thì cô, em đang yên đang làm thì không sao, nhưng mà em mà ngay ba mẹ em cãi nhau là em cũng muốn đặt đồ cô. Em muốn, không biết em là vậy đó. Xong rồi mà em suốt ngày so sánh em với những đứa khác. Tại sao mày qua thì mày không giúp đỡ được gì cho gia đình? Mày thấy cái con kia con nọ không? Mày cho nhà nó biết bao nhiêu tiền để làm nhà này kia cô. Mà em cũng cãi nhau với mẹ em. Tại vì ngày xưa em cũng học xong lớp 12 thì em lên thành phố, em cũng có đi làm trong một công ty dược đó cô. Thì dạ, em đi làm ban ngày ban đêm, em đi học thì cũng làm ở đó cũng được 10 năm. Trong thời gian em đi làm đó là em có nuôi em trai em đi học đại học. Tiền là bao nhiêu em gửi về cho gia đình của em, thiếu nợ ngân hàng hay là gì đó là em, nói chung là em cũng lo cho được cho gia đình đó cô. Mà khi em đi qua cái gặp chồng em đi di dân qua đây thì em cũng chưa có lo gì được cho gia đình đó cô. Chỉ có cái là đón ba mẹ qua thì ba mẹ hỗ trợ ba mẹ ở ăn ở trong nhà, rồi ba mẹ có muốn đi làm thêm thì gì đi đó cô. Cũng nói chung thì đi làm cũng nhàn á cô, cũng có kiếm tiền được đó. Nhưng mà nói chung là em cũng biết vấn đề của nhà em, sao suốt ngày cãi nhau, ông bà ngoại cãi nhau để đánh nhau để bảo vệ hai đứa con của em á cô. Bây giờ nó cứ giống như nó ảnh hưởng nhiều á, nên em đau lòng lắm cô. Em cũng muốn được cô coaching cho em. Từ lúc học cô em cũng coi trên Facebook quá cô, em nhìn thấy cô. Xong rồi em tự nhiên em thấy cái được tài trợ, cô Nguyễn Thị Lan được tài trợ, cái em mừng quá. Em thấy gì nghiện game rồi gì em mừng quá. Mừng quá cái em bấm qua bên YouTube em đăng ký luôn. Điện thoại cho chị bên Việt Nam đăng ký luôn. Đó là vậy, em nhà em có 5 người, chị hai em với ba em trai đó cô. Rồi em trai của em á, em thấy út của em á, thì trước đây á chị em thì cũng không có gì, thì ngày xưa em cũng nuôi nó đi học đại học, xong giờ qua đây du học á cô. Em cũng đâu có tiền cho nó đâu. Xong cái nói với mẹ em nói gì với nhau đó, thì mấy đứa kia nó đi qua đây chị nó lo từ A tới Z, còn bà không có lo gì cho tôi với này kia cô. Nói chung bây giờ cũng dạ cũng không có nói chuyện nữa. Mẹ em bây giờ nói chung em với mẹ em ở chung, vẫn còn ở trong nhà. Ba em qua hồi 2016, nhưng mà 2018 á, thì ba em bị ung thư bao tử á cô. Cái là dắt ba em đi trị liệu, rồi 2018 thì đi trị liệu rồi cũng khỏe, rồi đi về Việt Nam. Cái 2019 á, thì cũng ba em kêu cũng khỏe rồi, thì tao đi qua Hàn Quốc lại. Cái là ba em đi qua bên này lại, nhưng mà không có muốn đi vô thuốc nữa cô, kêu vô thuốc dễ mệt quá cái không muốn đi. Cái là năm hồi tháng 4 năm nay á, thì ba em đòi đi về Việt Nam, tại vì giống như nó trở lại cô, mà không muốn đi vô thuốc mà muốn đi về, muốn về nghỉ ngơi kiểu vậy, bên đó cho ấm đồ này kia. Xong cái về tháng 4 thì tháng 6 ba em mất rồi cô, ba em mất rồi. Giờ mẹ em còn ở đây, nhưng mà lúc đó mẹ ba em về thì mẹ em không có về chung với ba của em. Thế là cãi nhau ở ngày suốt ngày cãi nhau. Bây giờ mẹ em ở đây nhưng mà nói chung cũng ít có nói chuyện gì lắm, há miệng ra là cãi nhau. Nên em cũng nói chung trong nhà là không có năng lượng tốt gì đâu. Em mà ông bà nội ở tầng 14, em ở tầng 15 cô, em đang ở nhà em ở chung cư. Cả nhau thì em bỏ em chạy xuống tầng 14 thì những đứa con của em những đây có những cái gì tiêu cực thì nó nhận hết không cô? Ở vậy bây giờ mỗi lần mà nó nghe to tiếng là nó kêu ôn quá đi, nó tiếng Hàn á cô, nó tiếng Hàn. Em nó cũng nghe được tiếng Việt một chút xíu nhưng mà nó không có nói tiếng Việt đâu cô. Em thì em cũng nói tiếng Việt cho nó mà nó không có nói tiếng Việt, cho nên em muốn cô coach cho nó thì em cũng không biết làm sao mà coach được chứ cô. Giờ nó em xuống ngày em nghe cô, em đang đi bán quán, em chồng em có một cửa hàng tiện lợi cô, hai vợ chồng bán. Em buổi sáng thì 4 giờ em thức, 4 giờ bên Hàn Quốc là bên 2 giờ bên Việt Nam cô, 4 giờ rưỡi em thức dậy thì 5 giờ em đi ra mở cửa. Em mở cửa thì khoảng 1 tới 2 giờ chiều thì chồng em ra bán tới 12 giờ đêm thì đóng cửa về ngủ. Ngày xưa á, mới đây năm ngoái này thôi cô, còn năm nay thì
mới năm ngoái năm nay thôi, còn trước đây thì được bán 24 giờ, 24 giờ luôn cô. Chồng em đó đi bán ban đêm, còn ban ngày thì em bán, nhưng mà em chỉ cho con đi học rồi, cho con đi học rồi đi ra bán một chút rồi đi về đón con đó cô. Còn chồng thì bán suốt ngày ban đêm vậy, cho nên cha con cũng không có gặp nhau gì đâu cô, cho nên cũng không có thời gian chơi với con. Còn em thì trời ơi, em trước đây em có biết nuôi dạy con gì đâu, nó không ngủ, nó không ngủ, em đấm em đá cho nó ngủ chứ trời ơi thiệt em mệt mà cô, em mệt lắm. Sao rồi đó mình em kêu trời ơi mình ngủ đi này kia la hét sùm. Em cao co rồi em mới biết, xong rồi à nhà em hồi xưa xong chuyển qua chung cư bên kia, xong rồi giờ chuyển lại qua chung cư bên này ở là phía trên nhà ông nội đó. Cái em mới qua được 2 tháng thì em thấy cái nhà cạnh của em bây giờ đây cô, nó chắc là tại nó thấy nhà em cãi nhau quá, tại nhà đó có 3 đứa con đó cô. Bây giờ em cũng không biết làm sao nữa, em con của em thì giờ nó cũng không có tự chủ động gì đâu cô, nó cũng sáng dậy thì em đi sớm rồi thì cha nó dậy cha nó nấu cơm cho nó ăn, thì cha nó cứ bali bali à tiếng bên Hàn Quốc cô, nó cứ cái gì cũng kêu nhanh lên nhanh lên nhanh lên bali bali bali, con nít mà cứ suốt ngày hối trong nít nó vậy đó cô. Cái rồi giống như quen rồi cô, giờ không nó kêu nó không làm nữa cô, cái không kêu nó không có làm. Ok, cảm ơn chị Kim. Dạ, cảm ơn cô. Bây giờ thì chị Kim đã rất là thông thái rồi đấy ạ. Chị Kim đã hiểu là nguyên nhân gốc rễ vì sao mà con của mình nổi giận, Dạ. con của mình hay cáu, con của mình hay la hét hay là đập đồ hoặc là trì trệ mọi thứ. Bởi vì ngay từ bé đã thẩm thấu, con anh nó là cái vô thức của mình học ấy, không phải vì nó muốn học mà bởi vì nó hiện diện ở đấy nên là nó nhận thẩm thấu tất cả những thứ khác vào. Từ 0 cho đến 8 tuổi vô thức hoàn toàn mở ra. Hoàn toàn mở ra các anh chị ạ, nhất là cái thời điểm mà 0 tuổi cho đến khoảng 3 4 tuổi thì làm gì có ý thức, nên là vạch chim ra đáy ở bất cứ chỗ nào. Nếu có ý thức thì đã không thế. Nên là các con sống bằng vô thức, thích thì làm, không thích thì thôi. Nên là có bao nhiêu cái thứ ở bên ngoài môi trường hấp thụ hết, hấp hết. Xấu cũng hấp thu, tốt cũng hấp thu, chửi bậy cũng hấp thu, cãi nhau cũng hấp thu, mọi thứ hấp thu hết vào bên trong. Và nó là cái thời điểm nó nhạy nhất luôn, cực kỳ nhạy cái giai đoạn đấy, từ 0 cho đến 7 tuổi. Thế thì bây giờ mình hiểu là từ lúc mình mang bầu, con của mình đã thẩm thấu cái sự khó chịu rồi, ôm trọn luôn ấy. Rồi đến lúc ở với ông với bà, sự càm nhàm. Các anh chị biết không ạ, nếu như nhá mà là hàng xóm càm nhàm hoặc là ở ngoài đường nhìn thấy một vài người cãi nhau thì nó không thẩm thấu mạnh bằng những người lớn trong gia đình. Bởi vì với các con, bố, mẹ, ông, bà là thần tượng của các con. Nên là các con thẩm thấu một cách rất rất nhanh luôn từ những cái người xung quanh đấy. Thế nên bây giờ con tổn thương, khó chịu, bực bội thì chị cũng hiểu được điều đấy rồi đấy. Và với những bạn như vậy ấy thì có cái cách này là nhanh nhất này chị này. Chị chữa lành rồi chị sẽ chữa lành được cho con. Chứ không cứ gì phải cô đánh trực tiếp cốt đâu ạ. À. Chị cứ chữa lành thì chị chữa lành được cho con. Chị còn cần chữa lành cho cả mẹ chị nữa. Chị Kim có thấy là ông làm gì bà cũng ngứa mắt không? Dạ đúng rồi cô. Đúng không ạ? Ông làm gì bà Dạ. cũng khó chịu không? Thế thì Dạ. không phải đấy là cái hành vi của ông mà là cái bên trong của bà. Chị tưởng tượng là như này, các anh chị tưởng tượng như này này. Cơ thể của một con người và bị cắm đầy gai, nhưng không ai rút cái gai đấy ra cả. Bị cắm đầy gai, tay đầy gai, chân đầy gai, mặt đầy gai, người đầy gai, rất nhiều gai và các mũi tên xuyên qua cơ thể của một con người. Đấy là những cái ký ức, sự tổn thương. Và rồi khi mà họ đi gặp người này, người kia chỉ cần hơi va vào cái gai của họ một tí thôi là họ đau. Là họ sẽ xù lông lên. Họ cứ đi bằng cái cơ thể đầy gai góc đấy trên cuộc đời. Thì cứ va vào thì họ kêu, họ hét lên. Nên là chẳng ai làm gì cả, nhưng họ vẫn cáu, họ vẫn hét.
Bởi vì họ bị đau ở bên trong. Các anh chị có tưởng tượng khi mình có một cái gai mình xuyên qua người mình không? Một cái mũi tên không? Chỉ cần một cái dầm thôi mà mình sờ vào mình còn đau đúng không ạ? Ừ. Thì tất cả những người họ bị tổn thương, họ rất là nóng tính, họ rất là khó tính, họ rất là hay càm nhàm và không ai làm gì vừa lòng họ hết. Họ nhìn hành vi nào của ai họ cũng thấy khó chịu ấy. Thì bởi vì mẹ của mình quá nhiều vết thương, quá nhiều sự tổn thương. Có thể là hành trình bà lớn lên, rồi hành trình bà ở với ông, suốt ngày cãi vã nhau như vậy, thì làm cho cái con người càng tổn thương nhiều hơn. Mà cái vết thương đấy thì nó không có lành các anh chị nhé. Cái gai cắm vào người đấy, làm gì có ai gỡ ra đâu, làm gì có ai chữa lành cho đâu. Mọi người chỉ chì chiết chỉ trích thêm thôi. Có ai yêu thương vô điều kiện đâu, có ai khen ngợi, có ai chấp nhận đâu. Nên là lúc nào cũng đòi hỏi, đòi hỏi và đòi hỏi. Đói quá nên đòi hỏi đấy chị Kim ạ. À, đói quá, đói ở đây ấy, là đói cái gì? Tình yêu thương, sự quan tâm. Nên sẽ có tiền để làm gì? Để mà muốn khỏa lấp đi cái nỗi niềm bên trong của bản thân mình ấy. Chị có hiểu được cô Lanh không? Nên dạ. là lúc nào cũng chỉ muốn đòi hỏi thôi. Rồi em trai chị có nhìn thấy không ạ? Mình rất là nỗ lực, các chị gái tuyệt vời lắm. Thật sự luôn ý, cô Lanh phải nói là cô Lanh vô cùng khâm phục nhá, các chị gái của Việt Nam. Các chị tuyệt vời vô cùng luôn ý. Lúc nào cũng thế, chỉ nghĩ lo cho bố mẹ, lo cho em. Có những người đi làm chỉ có chắt bót gửi tiền về, mua cho bố mẹ cái bếp ga, mua cho bố mẹ cái quạt điện, rồi dành dụm tiền cho em ăn học. Nhưng bố mẹ đâu biết rằng có phải là nó cứ bước chân ra ngoài là nó kiếm được nhiều tiền đâu. Kể cả nó đi làm tóc, nó đi làm nail, nó làm đủ thứ đi chăng nữa, làm sao có thể dễ dàng kiếm đồng tiền. Kể cả là mình ở những cái nước tư bản, ở Mỹ, ở Anh hay là ở Hàn Quốc hay ở bất cứ đâu, họ còn phải lao động cực lực gấp nhiều 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 lần so với ở nhà để mà có thể kiếm được một đồng tiền. Nếu bình thường ở Việt Nam có thể ngủ 8 tiếng, ngủ 10 tiếng. Nhưng nếu như các chị, các anh mà đã có cơ hội sang nước ngoài, các anh chị có thể chỉ dám ngủ 2, 3, 4 tiếng thôi. Làm quần quật miết luôn. Nhưng những người nhà không hiểu điều đấy. Cứ nghĩ rằng à, dễ dàng để kiếm được tiền. Và nghĩ rằng à, xin là nó cho và nó không cho là nó tham lam. Nó tham lam, nó có tiền mà nó không cho. Không nghĩ rằng thật sự cô Lanh gặp nhiều các anh chị mà, cô Lanh biết mà, các anh chị vất lắm. Càng nước tư bản không dễ gì kiếm được tiền của họ đâu ạ. À, kiếm tiền khó hơn ở Việt Nam rất nhiều. Làm đừng có lơ là một phút giây nào cả. Đã làm 100%, vắt kiệt sức làm 100%, chứ không có được lơ là một tí nào mà bảo là dễ kiếm được đồng nọ, dễ kiếm được đồng kia. Nhưng mình nhìn ở nhà thì mình nghĩ là dễ kiếm được. Còn nha, không phải có một lời chê bai nào các chị, các người chị của Việt Nam ấy. Ui lo cho các em à, lo cho từ A đến Z luôn ấy. Thương lắm. Nhưng mà chị Kim có thấy không? Nhưng em trai bây giờ vẫn đổ lỗi. Vì sao? Vì ở với bố mẹ chỉ biết đổ lỗi thôi, chỉ biết đòi hỏi thôi, nên là vẫn vẫn đổ lỗi thôi. Thôi thì bây giờ mình không có chấp người ta nữa, bây giờ mình chỉ biết thương thôi, vì họ đều bị mắc kẹt. Thì mình giải phóng mình đi, giải phóng mình đi, để mà mình giúp được họ. Cô Lanh cũng không ngoại lệ đâu các anh chị ạ, chúng ta đều giống nhau hết. Cô Lanh cũng không ngoại lệ đâu. Mình đều giống nhau hết đấy. Nhưng mà mình giải phóng mình thì mình sẽ giúp được người khác. Ngày xưa cô Lanh nhìn thấy em của mình nay một tuần thì uống 10 bữa rượu. Không phải bạn ấy uống rượu vì bạn ấy nghiện rượu, mà bạn ấy uống rượu bởi vì làm ăn. Bạn ấy mấy công ty, bạn ấy cứ phải làm ăn.
Thế mình cũng phải giúp em của mình bước sang chứ. Và các anh chị gọi là thầy lương đấy. Bây giờ tuyệt vời không? Ừ. Lúc nào cũng một mình vần mấy công ty và cứ nghĩ rằng phải ký trên hợp đồng, phải ký ở trên bàn rượu. Ừ. Rồi đến mức độ chớm cả gút rồi. Nhưng mà đã từ lâu lắm rồi, không có uống hớp rượu nào cả. Đã vận hành trên cái con đường khác rồi. Nên là mình phải thoát ra, mình làm tốt lên để mình giúp những người xung quanh mình, các anh chị. Chứ còn không có cái điều gì, không có cái ngòi bút nào viết được cái tấm lòng của các người chị ở Việt Nam dành cho em đâu. Cô đang gặp bao nhiêu người rồi, bao nhiêu người từ Nam đến Bắc, những chị, thậm chí là ngay cả bản thân nhân viên của cô Lanh cũng thế. Có những người ở Cà Mau, ở miền Tây, ra ngoài này làm. Để làm gì? Để gửi tiền về cho bố mẹ, để gửi tiền về cho em. Cứ đi làm tích góp có tiêu đâu. Ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Rồi muốn làm cái nhà cái cửa cho bố mẹ, cho bằng người, bằng bằng hàng xóm. Tích cóp lắm, mình biết điều đấy mà. Nên là thôi bây giờ mình phải có cái con đường của mình cũng cần để cho họ tốt nghiệp bài học của họ. Nên nâng mình lên, các anh chị, thanh lọc mình trước, chữa lành mình trước, bởi vì mình cũng nhiều gai đâm lắm. Mình cũng nhiều nỗi đau lắm, mình cũng nhiều sự tổn thương lắm. Mình cũng nhiều lắm, nên mình phải phải nhổ những cái gai đấy của mình ra trước thì mình mới giúp họ được. Chứ nếu không ấy, ông đầy gai, bà cũng đầy gai, thế thì họ ở với nhau thì gai nó va vào nhau, họ đau và họ cãi nhau suốt ngày thôi. Các anh chị hiểu ý cô Lanh không ạ? Va vào nhau, dẫm vào nhau, cãi nhau suốt ngày thôi. Và em có thấy không, Kim Jung, khi em ở với chồng em và với bố mẹ chồng em có nhiều gai vì em sinh ra và lớn lên trong gia đình rất tổn thương. Nhưng mà chồng em với mẹ chồng em với bố chồng em không có gai. Em hiểu không? Nên là em bình an trong cái khoảng thời gian đấy. Vì làm gì có ai va vào em. Ừ. Nên em bình Cô đọc an. đúng rồi cô. Dạ đúng rồi cô. Nhưng mà khi mẹ em sang, mẹ em lại là người đầy gai, đầy mũi tên đâm vào. Thế là hai người đầy mũi tên đâm vào. Thế là cuối cùng là cứ làm cho nhau đau thêm. Đúng không? Đấy, hành trình ấy. Còn những người kia họ bình an mà. Nên là kể cả em nhiều gai em cứ đi ở trong nhà chả sao cả. Chả va chạm gì cả. Bởi vì họ họ đâu có gai đâu. Họ giống như là cái đệm bông thôi. Thì va vào em chả thấy đau gì cả. Họ rất là bình an. Ừ. Cô, Yes. lúc mà em mang bầu cô lớn á cô, em bình an đó cô, nên giờ cái tính của cô lớn nó cũng được lắm cô. Thế hồi cô nhỏ giờ nó hết ra là nó giận, không có làm cái gì nó cũng giận, nó giận vô cớ lắm cô. Nó giận xong rồi nó bẻ bút bút chì á cô, Yes. xong em mới nói là con viết xong thì con phải cảm ơn cái viết chứ sao mà con bẻ. Giận lên là cái gì cũng bẻ đó cô thấy Bởi vậy vì đó cô. bị yes, bị kẹt tế bào ngay từ khi mang bầu rồi Từ em. lúc em mang bầu nó tới giờ luôn á con. Yes. Bạn ấy bị kẹt rồi đấy, ngay từ lúc mang bầu rồi. Đã bực bội, đã khó chịu rồi. Dùng cái tình yêu thương ấy để chữa lành cho cái bạn bé, để cứ hàng ngày thì những cái bản ghi âm mà cô Cúc cô ghi âm ấy là có thể chữa lành ở cái cấp độ tế bào thì sẽ giúp con bình an được. Yes. Dạ cô, tối ngủ là đọc cho hai bạn nghe luôn hả cô hả? Dạ, Tối chị ngủ cứ đọc ghi cho âm hai bạn sẵn, nghe. tối thì chỉ cần bật lên cho các con nghe thôi. Dạ, nghe hết luôn Cứ dạ. ghi âm sẵn, đúng Bạn rồi ạ. lớn á cô, bạn lớn cũng có chuyện gì thì nói chung là cũng nói được câu cái cũng chảy nước mắt á cô, không hiểu. Bạn lớn á, nghe chảy Tổn thương đấy ạ. nhạc. Dạ, Dạ. tổn thương nên là mới chảy nước mắt đấy ạ. Ừ. Nên là mẹ cứ chữa lành trước đi nhé. Nhổ những cái gai của mình đã, để không tổn thương đến con. Thế bây giờ bà ngoại vẫn ở cùng đúng không? Dạ, vẫn còn ở đây cô, vẫn còn ở Yes. đây. Đong đầy yêu thương cho bà nhé, chị nhé. Em sao khó quá cô, em thiệt em mở miệng không được cô ơi, thiệt tình luôn À, em. dạ.
bởi vì là mình vẫn bị tổn thương mà. Cứ thêm thời gian đi, thêm thời gian đi, mình sẽ làm được nhé. Mà em chửi em là mày là cái đồ bất hiếu á cô, mà em thiệt em không thể nào mở miệng ra được. Em nó cứ làm sao, nó làm sao cái chỗ này nè cô, nó cái chỗ này nè. Yes, cô đang hiểu. Nếu mà có thể thì chị có thể tham gia hành trình coaching thì nó nhanh chuyển hóa nhất cho mình. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, biết ơn cô. Cảm ơn chị. Cảm ơn, một tràng pháo tay dành cho chị đi ạ. Mình gọi là tưới yêu thương cho chị Kim. Mình tưới nước yêu thương cho chị Kim nhé, để đong đầy cái tình yêu thương cho chị. Yes. Dạ, xin cảm ơn cô, xin cảm ơn cả nhà. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.